Hello, xin chào các bác các anh chị. Hôm nay chúng ta quay sang cái chương trình trực tiếp ở trên hôm nay chúng tôi trực tiếp ở trên Facebook. Không biết là các bác các anh chị nào có ở trên Facebook thì có thể phản hồi tự doanh chứng khoán để tự doanh chứng khoán biết là chúng ta đang đang có mặt ở trên Facebook. Trên Facebook của tự doanh chứng khoán luôn. Thưa với các bác các anh chị là chúng tôi thường hay quay các video để lại các cái lời bình luận, chia sẻ và lưu lại các video của mình trên kênh Tự Doanh Chứng Khoán trên YouTube. Các bác các anh chị chỉ cần lên Google gõ tìm Tự Doanh Chứng Khoán thì sẽ ra cái kênh của chúng ta thì chỉ cần là youtube.com search Tự Doanh Chứng Khoán là nó sẽ ra. Đây các bác các anh chị, là nó sẽ ra cái kênh của chúng ta. Thì các bác các anh chị nhớ vui lòng là nếu ai chưa xem video mà chưa đăng ký thì vui lòng đăng ký để hy vọng rằng là trong cái tháng này thì chúng ta sẽ chạm cái mốc 5.000 lượt subscribe. Còn đây là cái tự Facebook của Tự Doanh Chứng Khoán. Đây là Facebook của Tự Doanh Chứng Khoán luôn, thưa các bác các anh chị. Để ở đây là fanpage. Còn ở đây là Facebook cá nhân của admin. Thưa các bác các anh chị, chúng ta có rất nhiều video. Đây, chúng ta đã có tới 148 video rồi. Và video hiện tại đang là video 149. Ở trên Facebook thì các bác các anh chị sẽ tiện hơn cho cái câu chuyện là trao đổi, chia sẻ, bình luận, thả tim để lại bình luận và chúng tôi cũng có thể trả lời những câu hỏi trực tiếp của các bác các anh chị. Thì đừng quên đăng ký kênh, subscribe kênh. Đây nếu tiếng Anh là subscribe, tiếng Việt là đăng ký. Ai chưa đăng ký thì đăng ký. Để chúng tôi sẽ có những buổi chúng tôi sẽ trực tiếp trên YouTube luôn. Các bác các anh chị cũng có thể nhìn thấy được. Tất cả những cái video trực tiếp trên Facebook hay YouTube đều được nhóm tự doanh là lưu lại và chia sẻ trên 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 đây. Các bác các anh chị có thể xem lại. Đây là tất cả những video của chúng tôi. 148 video, rất nhiều các vấn đề. Và các bác các anh chị xem lại từ vấn đề tâm lý, vấn đề chia sẻ về các loại luôn, các vấn đề luôn. Đây các bác các anh chị, tâm sự nghề môi giới, hiểu đúng doanh nghiệp, theo dấu dòng tiền, rồi đủ thứ các loại vấn đề nhá. Các bác các anh chị chỉ lên đây và xem đi xem lại, xem tái xem hồi, kiểu gì cũng ra vài thứ vấn đề cần nghe, đúng không các bác các anh chị? Giống đa cấp chưa, tôi nói giống đa cấp chưa? Vui lòng là các bác anh chị đang ngồi trên 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 máy tính thì chia sẻ cái đường link đang trực tiếp này lên chứng khoán lướt sóng bụi đời chợ chứng và chia sẻ trên fanpage Tự Doanh Chứng Khoán dùm cho chúng tôi. Có bạn cộng tác viên nào đang có thể chia sẻ trên 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 fanpage Tự Doanh Chứng Khoán thì chia sẻ cái link này lên Tự Doanh Chứng Khoán để chúng ta cùng nhau có đông người xem hơn, nhiều người xem hơn. Tiện thể thì hôm qua là các bác các anh chị xem video 148 về danh sách 20 cổ phiếu cơ bản xem xét đầu tư cho 6 tháng cuối năm. Thì cái file của ngành chứng khoán đây các bác anh chị vào lại cái video 148 và tải cái file ngành chứng khoán tại đây. Đây các bác anh chị này, tải ngay tại đây nha. Trong các video khác cũng vậy thôi, video học chứng khoán là video 147 thì các bác các anh chị có một cái video nào về ngành ngân hàng đấy các bác anh chị. Đây, ngành ngân hàng thì file ngân hàng nằm đây luôn các bác anh chị. Đây. Giới thiệu các bác anh chị luôn, file về dữ liệu ngành ngân hàng nằm ở đây luôn, các bác anh chị vào lại để tải nhá. Đây là cái video 142 ấy. Còn video của ngành tức là ngành tôn thép thì các bác các anh chị nào có nhu cầu thì để lại mail. Chúng tôi đủ khoảng tầm 200 mail ở dưới này thì chúng tôi sẽ để lại cái link ngay đây. Các bác anh chị để lại đủ 200 cái mail ở cái chỗ ngành tôn thép thì chúng tôi sẽ để lại dữ liệu ở ngay đây luôn. Ở ngay ngay cái chỗ báo cáo dưới ngành tôn thép. Còn ngành bất động sản cũng vậy thôi. Các bác các anh chị muốn lấy dữ liệu ngành bất động sản thì cứ vui lòng để cho nó đúng 200 mail. 200 cái mail ở phía dưới này thì chúng tôi sẽ để lại cái file ngay ở đây luôn. Nói chung chúng tôi có nguyên tắc rồi các bác anh chị, cứ đủ số lượng người bình luận thì số bình luận thì sẽ để lại file ngay đây, các bác anh chị cứ vào mà lấy thôi, không cần phải đi tìm ở đâu cho xa. Chúng tôi cũng không nói chung là số lượng mail thì quá nhiều chúng tôi không gửi được cho các bác anh chị. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đây là cái trang chúng ta đang trực tiếp. Đây các bác anh chị, chúng ta đang trực tiếp trên đây luôn. Hiện tại chúng ta đang trực tiếp ở đây. Đây các bác anh chị, đang trực tiếp ngay trên này. Thì một cái hành động là thả tim thôi. Các bác anh chị thả cho chúng tôi đủ khoảng tầm 300 cái thả tim thì chúng tôi lại ra một video khác khá là hay, khá hấp dẫn. Đây, thả tim đi các bác anh chị. Những bạn nào là sinh viên thì có thể chia sẻ cái link này cho các cái trang mà gọi là câu lạc bộ mà các bác các anh chị biết, các bạn biết.
Các bạn là sinh viên thì chia sẻ nhá, chia sẻ lên những nhóm mà các bạn biết, hoặc là có thể là nếu là blogger thì có thể là chia sẻ các cái video, chia sẻ các video này của tự doanh cho khách hàng cũng được. Đảm bảo các bạn luôn là khách hàng của các bạn cũng sẽ thích những cái video này thôi. Các bạn cũng 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 sẽ thích thôi. Ok, chúng ta hiện tại thì chúng ta sẽ chia sẻ lên 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 một vài phút làm công tác gọi là chia sẻ để tăng lượng view like. Thì chúng tôi chia sẻ lên trên tường của trang chúng tôi đang quản lý, đó là trang chúng tôi có diễn đàn chứng khoán và tự doanh chứng khoán, thì chia sẻ lên đây và ghi rằng là đây là đang trực tiếp. Ok, để cho mọi người cùng nghe ấy mà. Hôm nay ta lại làm một chủ đề này cực hay luôn. Chủ đề này cực hay luôn. Trò bịp phố Gua, đọc vị thị trường phần 1. Và đây là một cái chương trình khá là hấp dẫn, các bác các anh chị sẽ đón xem nhá. Trò bịp phố Gua, đọc vị thị trường phần 1, video dành cho cơ quan quản lý, cơ quan quản lý. Video này không phải chỉ dành đơn giản cho các bác các anh chị, các cơ quan, các đơn vị, mà là có thể sẽ dành cho cả cơ quan quản lý nữa. Chúng tôi sẽ đủ khoảng tầm 150 thành viên xem thì chúng ta sẽ bắt đầu nói về cái vấn đề này. Vấn đề này hay hắc búa, nói chung không ai dám nói đâu, ít người nói nhưng chúng tôi nói, không sợ đâu. Nói chung cũng sợ công an bắt lắm nhưng mà cũng không sợ lắm. Ngành nào đang hưởng lợi thì anh Thắng sẽ phân tích thôi, Vũ Hiến sẽ phân tích ngành nào đang hưởng lợi về thị trường thôi. Quay lại chia sẻ thị trường một chút, đang giảm điểm. Tại sao giảm điểm các bác anh chị? Tại sao ạ? Chúng ta vào cái phân tích kỹ thuật một chút nhá. Chúng tôi hay dùng Faen hoặc là những cái trang này không cần các bác các anh chị cập nhật dữ liệu đâu, không cần cập nhật dữ liệu. Hoặc là cái này, cổ phiếu 68. Đây các bác các anh chị, những trang nào mà gọi là có ích cho người dùng mà chẳng cần phải cập nhật dữ liệu gì cả, ai cũng xài được thì chúng tôi hay xài. Đây, chúng ta vào cổ phiếu 8. Đây là VN Index. Xài cho nó dễ mà, không có gì đâu. Đây, chỉ số VN đây các bác các anh chị. Tại sao nhỉ? Tại sao thị trường lại giảm các bác các anh chị? Có bác các anh chị nào có ý kiến là tại sao mà VN có lưu không anh? Chắc chắn là sẽ lưu rồi, video này sẽ tải về và lưu lại trên 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 YouTube thôi, trên YouTube này. Trên kênh của Tự Doanh Chứng Khoán này, chắc chắn rồi, đừng quên subscribe nhá. Quên subscribe là nói chung là không ủng hộ chúng tôi đâu. Hiện tại chúng ta có 3.330 người subscribe rồi. Kênh của chúng ta nè, tất cả các video sẽ lưu lại. Bởi vì tại sao đây là 140 48 mà tại sao chúng ta đang trực tiếp lại ghi là 149? Bởi vì video này sẽ là 149, trò bịp phố Gua. Đây cũng là một chương trình mới của nhóm Tự Doanh Chứng Khoán. Video này mà không hay thì thưa với các bác các anh chị là không có video nào hay hơn đâu các bác anh chị. Tuy vậy thì chúng tôi vẫn thích cứ lằng nhằng đoạn đầu, bởi vì lằng nhằng đoạn đầu thì để nhiều cái đơn vị cá nhân không thích nghe thì sẽ thoát, nhưng mà những người cuối cùng gắn bó với nhóm thì sẽ nghe được nhiều hơn, hay hơn. Chẳng việc gì mà phải nói gọn gàng cả, chúng tôi không thích gọn gàng, thích lằng nhằng thế đấy. Nhiều đơn vị cá nhân hoặc là một số đồng nghiệp gợi ý rằng là nói cho nó gọn gàng. Nói gọn gàng làm gì? Đã theo nhau, đã yêu nhau thì phải yêu từ xấu đến tốt, chứ không ai yêu nhau mà yêu chỉ có vô để xúc cái tí đoạn đầu xong thơm ngon, ngon ngọt nước cản sau lại biến mất chỗ khác là ông chơi, đúng không? Vâng, tôi xin chia sẻ với các bác các anh chị về 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 VN Index nha. Đây các bác anh chị này, nhìn rất dễ luôn. Hôm nay là phiên T3 của cái phiên bắt đáy này nè, phiên 11 tháng 7. Các bác các anh chị bắt đáy ở phiên 11 tháng 7 thì hôm nay T3. Đúng không ạ? Có thời điểm phiên 11 tháng 7 các bác anh chị còn mua được ở vùng 760. Đấy, thì hôm nay T3 về thì chốt lời là bình thường, đúng không? Giọng Thanh Hóa hả? Đúng luôn, Yên Định Thanh Hóa. Chính xác không đấy ạ? Nói chung là Yên Định Thanh Hóa đang học làm người tử tế. À, lòn ngoằn mới ra mì tôm hả? Đúng rồi, lòn ngoằn mới ra mì tôm nhé. Chúng ta trực tiếp với những người yêu thích và chúng tôi hướng tới cái đối tượng là những nhà đầu tư nhỏ và anh chị em ít kinh nghiệm về thị trường. À, hơn thế nữa thì là chúng tôi cũng chia sẻ những điều rất đơn giản, giản đơn và đơn giản. Nên là hướng tới những cái anh chị, các bác anh chị nào là những người mà ít kinh nghiệm, non kinh nghiệm, chứ còn chia sẻ những cái này đối với cái đám mà dày kinh nghiệm thì chúng nó không cần đâu.
Chúng nó toàn nghĩ ra trò bịp không à. Nói chung là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cái thị trường này thì không ít. Nên là chính vì vậy chúng tôi hôm nay mới ra một cái video có tên rằng là trò bịp phố Gua đọc vị thị trường phần 1. Chúng tôi sẽ đọc vị từng phần một cho các bác anh chị nghe. À, tử tế sẵn có hả? Ôi giời, người Thanh Hóa thì tử tế sẵn có rồi. Trời ơi, sao đến giờ này mới được có 33 cái like này? Làm sao được 300 cái like để ra video 150 chiều nay các bác? Video 150 chiều nay nhá, là video cũng tiếp tục cái chương trình là danh sách 20 cổ phiếu cơ bản nhá. Mà các bác không đủ 300 like á, không có video 150 đâu. Nói chung là vui chơi có thưởng. Rất là vui nhưng mà đùa cho thôi. Thưa các bác, các anh chị, chúng ta quay lại cái vấn đề chính của thị trường. Vấn đề là thị trường hôm nay đang có áp lực chốt lời của phiên ngày 11 tháng 7. Thưa các bác, các anh chị, đây, phiên 11 tháng 7 là phiên có cây nến xanh này. Thời điểm thấp nhất của 11 tháng 7 vào lúc buổi sáng là 760. Hiện tại thị trường đang 777. Và rất nhiều cổ phiếu nếu mua tại hôm T3 này thì hôm nay chốt lời. Áp lực chốt lời này không có gì đáng ngại. Hết phiên sáng sang đầu phiên chiều, cuối phiên chiều thị trường sẽ xanh rực rỡ. Các bác, các anh chị yên tâm, bởi vì chúng tôi đã, đang và sẽ phân tích những gì chúng tôi làm, dám ghi nhận lại trên. Thứ nhất có 3 điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bác anh chị. Thứ nhất là chúng tôi làm là chúng tôi ghi lại những video và lưu lại trên kênh YouTube Tự Doanh Chứng Khoán. Các bác anh chị đăng ký kênh và theo dõi liên tục, sẽ lưu lại các video để gì, để cái nào sai chúng tôi nhận sai, cái nào đúng chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy, không chơi cái bài là gọi là cái gì nói xong bỏ đó không bao giờ nhớ. Chúng tôi luôn nhớ cái câu chuyện này. Cái vấn đề thứ hai nữa là chúng tôi sẽ làm những chương trình như thế này để còn làm gì, mai mốt sẽ review cái trang khỉ khỉ mốc này này. Chúng tôi sẽ chỉ cho các bác anh chị xem là những cái trang này có những cái tay nào là những tay đáng tin cậy và những tay nào là những tay ẩn danh chuyên môn đi lừa gạt. Đây các bác anh chị, sẽ có một cái chương trình gọi là review F39 hoặc là review thông tin thị trường, cập nhật thông tin thị trường, đọc vị thị trường, là những cái vấn đề chúng tôi muốn làm để các bác anh chị biết rằng là những tay ẩn danh không có tên tuổi trên thị trường và đặc biệt không dám để lại tên tuổi của mình ở đâu, làm gì ra làm sao, nói cái gì như nào. Thì tóm lại á, thì chúng tôi sẽ lọc ra cho các bác anh chị những tay nào là như vậy, để cái gì, để mong rằng các bác anh chị có thể có một chút cái gọi là chia sẻ của chúng tôi để nâng cao cái tầm nhìn của mình. Nâng cao được cái tầm nhìn của mình rồi thì làm gì, là để đầu tư cho đúng và trúng hơn. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay vào trọng tâm chính là thị trường thì chẳng có gì hết, cân đường hộp sữa thôi. Ngân hàng, ngành ngân hàng đang suy yếu và chiều hôm nay sẽ có một chia sẻ về ngành ngân hàng, một cổ phiếu ngành ngân hàng ở video 150. Nhưng với điều kiện là video hiện tại đang trực tiếp phải có 300 cái like thì mới ra video chiều nay. Sao các bác anh chị? Các bác anh chị cảm nhận thị trường nào à? Có sợ không à? Ok, bạn nào đấy bình luận cái gì đấy tôi không hiểu ý bạn đang muốn nói cái gì. Nói chung là tiếp tục nhá, chúng ta tiếp tục nhá. Không bị ảnh hưởng bởi những cái lời chia sẻ vớ vẩn của các bạn nha. Tôi chẳng hiểu các bạn nói gì cả. Vì 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 không hiểu ta, chúng ta tiếp tục nói tiếp. Thưa các bác, các anh chị là chúng ta quay lại với cái chủ đề của ngày hôm nay, bắt đầu sẽ trực tiếp từ 10:45 tới 11:00. Tới 11:00. Ok. Chưa đủ, mới có 99 người thôi. Mới có 99 người thôi, 150 người chúng ta sẽ nói chuyện. Đây thưa các bác, các anh chị, hôm nay thì trên Cà Phê F, đây Cà Phê F có đăng một cái bài báo mà chúng tôi cho rằng là các bác, các anh chị nên đọc qua. Nên đọc qua để chúng tôi tìm. Ngày hôm qua chúng tôi có đọc một bài báo trên Cà Phê F về cái việc mà ở đâu mất tiêu rồi ấy, không nhìn thấy nữa luôn. À đây, chúng tôi tìm lại cho các bác anh chị bằng một cách rất là giản đơn. Không biết nó nằm ở đâu. Nói chung là cái bài viết đấy nó nói về một nhà giao dịch ở Mỹ và họ ví thị trường Mỹ cũng chẳng khác gì một canh bạc. Có bác nào đọc cái bài viết đấy chưa ạ?
lấy cảm hứng từ cái bài viết đấy thì hôm nay chúng tôi nói về vấn đề này. Đâu rồi nhỉ, các bác nào đọc bài viết đó không? Tên bài viết là gì các bác nhỉ? Hiện tại chúng ta đang có 113 người đang xem rồi. 150 người xem thì chúng ta sẽ nói về vấn đề hôm nay. Hay đấy, không hề không, nếu không hay các bác cứ cứ lôi nhóm chúng tôi ra mà chém. Chắc chắn cam kết với các bác là hay. Video này ít người nói lắm, dùng để cho cơ quan quản lý nghe mà. Nên là đâu có ai dám nói đâu, vì tôi cũng đang sợ nói ra là nó ảnh hưởng nhiều vấn đề nên là tôi đang delay lại mà vừa nói vừa chia sẻ vừa đang tìm kiếm mấy bài viết cho các bác anh chị. À, cái bài viết này tôi đọc ở trên cái trang của anh Hoàng Thạch Lân. Đây. Trang này. Tôi mới đọc ngày hôm qua mà nó mất tiêu đâu rồi. Không thấy nữa, mất tiêu rồi. Thôi bỏ qua bài viết đó đi. Bỏ qua bài viết đó đi, chúng ta quay lại với cái vấn đề của chúng ta. Thưa với các bác, các anh chị là trò bịp phố Gua, đọc vị thị trường phần 1. À, ngày sáng hôm nay thì chúng tôi nhận được rất chi là nhiều các cái khuyến nghị, chia sẻ của rất nhiều các nhóm trên thị trường. À, cả trên Skype, chúng tôi có rất nhiều Skype nhưng rất ít đăng nhập cài. Và cả trên các trang, các diễn đàn. Đây, trên này thì đội lái quá nhiều, chim lợn bìm bìm quá lắm luôn. Và rất nhiều các thành phần trên thị trường có chia sẻ về đây. Cái chia sẻ đầu tiên mà chúng tôi đọc được đó chính là câu chuyện về anh cổ phiếu Long Điền Group. À, trước khi chia sẻ về cái cổ phiếu Long Điền này thì thưa với các bác, các anh chị là chúng ta lưu vui lòng coi những chia sẻ của nhóm tự doanh chứng khoán là những chia sẻ tham khảo. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những cái việc mà các bác các anh chị sử dụng cái dữ liệu tham khảo này cho quyết định đầu tư. Nhưng mà chúng tôi xin được chia sẻ một vấn đề liên quan đến Long Điền như thế này. Theo một số nguồn tin đáng tin cậy cho rằng cổ phiếu Long Điền là một trong những cái doanh nghiệp trong quý sắp tới sẽ làm ăn phát đạt và có lợi nhuận kinh doanh khá là cao. Và chính vì điều đó, sáng sớm ngày hôm nay thì Long Điền tăng giá. Và trong một khoảng thời đoạn một năm vừa qua, cổ phiếu Long Điền đã tăng từ 4.000. Từ 4.000 kể từ tháng 12 năm 2016 tới bây giờ là giá 15. Thì theo cái tính toán sơ bộ của một người gọi là học lớp 3 trở lên thì người ta có thể nhân rằng là 4 nhân với 4 là bằng 16, tức là đã tăng 400% tại Long Điền. Chúng tôi xin được một vài chia sẻ đọc vị như thế này. Thứ nhất, cổ phiếu Long Điền là một trong những cổ phiếu trước đây khối lượng cổ phiếu không nhiều thế này đâu các bác các anh chị. Nó nằm đâu đó khoảng tầm 50 tới 60 của triệu cổ phiếu thôi. Nhưng mà sau một khoảng thời gian rất ngắn, cái việc lợi nhuận kinh doanh của doanh nghiệp đột ngột tăng lên và tăng lên như nói chung là khá là thần thánh, khá là kinh. Đây, lợi nhuận 2 năm gần đây tăng lên đột ngột ở mức thay đổi bất thường. Thứ hai nữa là năm nay với kế hoạch kinh doanh 250 tỷ và 1.500 tỷ lợi nhuận sau thuế thì thưa với các bác các anh chị, điều gì đang diễn ra tại đây và liệu ở đây có thực sự là có kết quả kinh doanh và những mảng làm ăn tích cực hay không? Thì chúng ta quay lại với câu chuyện đây là một doanh nghiệp ngành bất động sản. Chúng ta tiếp tục đi sâu vào tìm hiểu đây là doanh nghiệp bất động sản. Bất động sản này thì có cái gì hay là chỉ là doanh nghiệp bất động? Thì các dự án của lĩnh vực hoạt động kinh doanh đây. Đây là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Long Điền. Đó là dự án bất động sản, phát triển khu du lịch, dịch vụ ngân hàng, khách sạn. Cái gì đó, dịch vụ gì đây? Dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn gì đấy. Và đầu tư tài chính. Đây là một vấn đề mà chúng ta cũng cần phải lưu tâm là Long Điền có đầu tư tài chính. Thưa các bác, các anh chị. À, ngoài ra thì các dự án của Long Điền, các dự án của Long Điền thì đây, đây là một vài dự án của Long Điền. Đây các bác các anh chị. Ok. Rồi, xong. Vấn đề đặt ra ở đây là mọi thứ thì nhìn có vẻ rất là thơm và ngon.
Các chỉ số thì cũng quá tuyệt vời luôn. Vậy vấn đề chúng tôi muốn chia sẻ ở đây là điều gì? Thưa với các bác các anh chị, các bác các anh chị phải lưu tâm cho chúng tôi phần tăng vốn. Tăng vốn, đây các bác các anh chị nhìn đi. Phần tăng vốn của Long Điền gần đây có việc tăng đột biến thêm 53 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược. Và thưa với các bác các anh chị, việc phát hành 53 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, đây là những nhà đầu tư chiến lược có tên Lê Văn Thắng này, lên đây là với Lê Văn Thăng nha, không phải Lê Văn Thắng các bác nha, Lê Văn Thăng có 6 triệu công ty cổ phần đây, nói chung các bác anh chị đọc được. Vậy thưa với các bác anh chị, phát hành với giá bao nhiêu ạ? Với giá 10.000 đồng. Vậy thưa với các bác các anh chị, trong một khoảng thời gian kể từ ngày 30 tháng 5 tới bây giờ, 53 triệu cổ phiếu này lợi nhuận bao nhiêu các bác anh chị? 50%. Làm cái gì dễ hơn không ạ? Không có cái gì dễ hơn, làm chứng khoán dễ nhất. Cứ việc phát hành và đưa giá lên, chỉ cần bỏ tiền ra mua, chưa chắc là phải bỏ tiền ra mua đâu các bác anh chị. Chưa chắc là đóng tiền đâu các bác anh chị. Nhưng làm gì các bác anh chị? Bán trên thị trường. Bán trên thị trường làm gì? Bán để gì? Để thu lợi nhuận. Cái này chúng tôi nhìn nhận đúng và trúng vấn đề nha, nhưng ít người nói tới, chúng tôi nói các bác nghe. Và các bác có thể chia sẻ video này vô tư, gọi là thoải mái, bởi vì cái sự này là sự đúng đắn. Tại sao phát hành riêng lẻ, phát hành cho công khai thì sao không có ai thèm đóng tiền mua mà phải phát hành riêng lẻ như này các bác anh chị? 53,5 triệu cổ phiếu. Câu chuyện này không phải chỉ ở mình Long Điền, mà thưa với các bác anh chị, chúng tôi có thể kể cho các bác anh chị nghe. Đây, KLF, ngày xưa có làm như vậy không các bác anh chị? Tôi thưa với các bác anh chị, đây, tăng vốn và cổ phiếu quỹ. Nhìn đi, năm 2014, đây, chúng tôi mở luôn biểu đồ KLF ra cho các bác anh chị xem. Biểu đồ, đây là biểu đồ theo tuần đi cho nó máu. Năm 2014 là chỗ nào các bác anh chị? Chỗ này có tăng vốn không các bác anh chị? Có tăng vốn, mở lại đi, xem đi. Các bác anh chị xem có phải cũng bán phát hành cho gọi là phát hành riêng lẻ cho một số cổ đông không các bác anh chị? Chính xác luôn, không thể sai được, nếu sai chúng tôi chịu trách nhiệm. Ông nào thích tranh cãi vào đây. Cơ quan quản lý nào muốn nghe câu chuyện này cũng vào đây nghe luôn. Chúng tôi muốn cho các bác anh chị biết và nghe luôn những vấn đề này. Để làm gì? Để chúng ta làm rõ vấn đề xem là thực sự doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu, phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn lên có làm ăn hay không, hay là kết cục cuối cùng cũng giống như cái anh khỉ mốc này. Có bác nào mất tiền cho KLF không? Tôi đảm bảo các bác đang trong số 118 các bác đang nghe đây, có người mất tiền cho KLF, tôi chắc chắn luôn chịu cái chuyện đó. Tại sao? Tại vì nó giảm từ 15 mà về 2008 thì không mất tiền thì mới là lạ luôn. Đây các bác các anh chị, có thời điểm KLF về còn 1.800 các bác các anh chị. 1.800 mà từ giá 13, thưa các bác các anh chị, phát hành riêng lẻ cho một số cổ đông. Đây chi tiết các bác anh chị về tìm thêm nha, tôi không muốn đi đi vào vấn đề nặng, vấn đề chuyên môn. Tăng vốn đây, các bác anh chị nhìn tăng vốn đây. Đây các bác anh chị nhìn đọc đi, vào năm 2014 đi. Tôi tìm cho các bác anh chị coi. Đây 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 đây. Các bác các anh chị đọc đi, đọc đi. Cái ngày đầu tiên giao dịch 26 triệu cổ phiếu. Nói chung ngoài việc phát hành tăng vốn còn có việc phát hành riêng lẻ, nói chung đủ thứ các loại chiêu trò trên thị trường này. Đây 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 đây, chấp thuận niêm yết ngày niêm yết báo cáo, nói chung là niêm yết bổ sung, niêm yết như là điên luôn. Đây có cái hồi nãy tôi mới tìm thấy ngày giao dịch đầu tiên 74 triệu cổ phiếu, cái ông này cũng lên 165 triệu rồi, nay là giấy rồi chứ còn gì nữa, phát hành riêng lẻ đâu. Chấp thuận niêm yết bổ sung này, đây chào bán cổ phiếu riêng lẻ đây, đây mời các bác xem riêng lẻ đây, đây là riêng lẻ, phát hành riêng lẻ cho ai đây, cho những ai đây, các bác tự về đọc nha, tôi không biết. Tiếp tục đây, riêng lẻ nữa đây, chào bán kết quả riêng lẻ đây, bán cho ai đây, bán cho ai, về mà đọc. Năm 2014. Vậy nhìn trên biểu đồ các bác thấy không? Khi phát hành riêng lẻ xong, bán được cổ phần đây, chỗ này là chỗ bán này, bán cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ này, nhìn khối biểu đồ này, bán cho nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ này, kẹp ở đây này, 13 14 này, 13 14 xong rồi về 2008 này. Thưa các bác các anh chị, nhiều các bác các anh chị chốt chạy vụ này, xin lỗi chứ nhiều thằng đi 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 nhảy cầu rồi.
Với hai nữa là tan nhà nát cửa, khuynh nhà bại sản cũng vì đây. Thưa các bác anh chị, chính hắn không có nào chỗ nào sai cả. Tại sao chúng ta không dám nói, không dám đưa ra vấn đề này để tranh luận? Chúng ta không dám đọc vị thị trường, không dám đưa ra những cái trò bịp phố vua là sao? Là bởi vì sao? Các doanh nghiệp không cần quan tâm các bác anh chị nghĩ gì đâu, không cần cổ biết giá cổ phiếu của các bác anh chị đi về đâu đâu, chỉ cần biết là phát hành được giá bao nhiêu đó, bán xong thu tiền về, còn làm dự án hay không còn lâu mới biết. Thưa các bác anh chị, tôi cũng chẳng biết làm sao các bác anh chị biết, nhưng tôi chỉ biết rằng là dữ liệu nó có thành dành ra đấy, các bác anh chị có thể tìm, có thể nghe, có thể xem, có thể đọc. Vậy sao các bác anh chị không đọc? Tiếp tục tôi nói với các bác anh chị luôn, nhiều cổ phiếu luôn. Ngày xưa Đức Long Gia Lai, các bác anh chị có biết cái con này không? Đây tôi mở tiếp cho các bác anh chị. Nói chung các bác anh chị chịu khó tìm hiểu á, các bác anh chị sẽ biết là những cái đoạn mà cổ phiếu kéo lên á, là mục đích là để làm gì? Để phát hành riêng lẻ, để gì? Để đổ lên cái cổ phiếu, bán giấy lên đầu các bác anh chị, kích thích vào cái lòng ham của các bác anh chị về cái câu chuyện gì? Cổ phiếu tăng bằng lần. Tăng bằng lần để làm gì? Để sau đó tiếp tục bán ra cho các bác anh chị. Bán ra để làm gì? Thu tiền về. Còn sau đó cổ phiếu có đi về đâu? Kệ bà các bác anh chị. Xin lỗi tôi nói bậy. Kệ các bác anh chị luôn. Vì sao? Vì doanh nghiệp đã thu được tiền rồi. Có làm dự án không? Nói chung còn lâu mới biết. Nói chung là cũng có những doanh nghiệp phát hành một cách đàng hoàng. Vậy ai, đơn vị nào là cái cơ quan quản lý về cái câu chuyện này? Và đang quản như thế nào trong câu chuyện phát hành này? Chúng tôi đang đặt ra một câu hỏi mở cho các đơn vị nào đang quản lý vấn đề này. Hãy đặt ra câu hỏi tại sao? Nói chung tại sao thì còn lâu mới biết. Trong một cái video mà gần đây nói về câu chuyện ông B ở đâu, chúng tôi không biết. Nói chung là chúng tôi không biết. Nên là cái câu chuyện ở đây cũng vậy thôi. Từ nào là KLF nào, nào Đức Long Gia Lai nào, nào gì nữa các bác anh chị. Đây các bác anh chị cứ nhìn đi, ở đâu ra mà 285 triệu cổ phiếu? Thưa với các bác anh chị, cổ phiếu này mà in ra chấp vào cái nhà ấy, thì nó đầy luôn cái nhà luôn ấy, chứ không phải là bình thường đâu. Chỉ cần lấy giấy lộn thôi mà in hết 285 triệu cổ phiếu ra chấp đầy cái nhà luôn. Còn làm ăn hay không, nói chung ông nào thích về cái việc mà chủ doanh nghiệp phải tranh luận về những cái vấn đề này, thì nói chung chúng ta lặp lại cái câu chuyện ban đầu, cái câu chuyện phát hành. Và phần lớn các doanh nghiệp bây giờ đều phát hành cái trò này không? Làm cái trò này làm hoài à? Làm hoài mà chẳng có ai, chẳng có cơ quan giám sát nào, chẳng có cái đơn vị nào là yêu cầu rằng là đưa ra một cái dự án xong rồi thì triển khai dự án ra làm sao? Sau khi huy động vốn về, hiệu quả của cái việc triển khai đó ra như thế nào? Còn nếu triển khai không thành công, chẳng qua là ví dụ không triển khai được, thì thưa với các bác các anh chị, cuối cùng trách nhiệm thuộc về ai? Hay là đổ hết lên đầu cổ đông, đổ vào đầu chúng ta khi chúng ta chốt dại, gọi là tin nhầm vào kẻ ác, chốt dại tin nhầm vào doanh nghiệp thối, chốt dại là đã làm những cái điều mà nó không đúng không chúng, và cuối cùng là ai là người chịu thiệt hại, ai phải nhảy cầu, ai phải tan gia, gọi là khuynh gia bại sản, ai phải gọi là cái gì mất vợ mất con, đỡ vợ đỡ con, còn thằng nào nó mua Lamborghini, thằng nào nó gọi là giàu lên, gọi là nhanh chóng. Đây cũng là một cái vấn đề mà các cơ quan quản lý và các bác các anh chị cần phải lưu tâm, phải quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Bởi vì tại sao chúng tôi nói như vậy? Thế bởi vì là nếu như huy động vốn về mà đưa ra dự án triển khai không thành công thì cũng là một hình thức gián tiếp chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại sao các bác các anh chị không đặt ra những vấn đề này? Không, tại sao tự doanh chứng khoán lại khuyến nghị các bác các anh chị chơi vào những cổ phiếu mà gọi là đầu ngành, là có khi lợi nhuận không bằng những cái cổ phiếu tăng bằng lần? Nhưng mà tại sao tạo ra công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế xã hội, làm gì, đóng thuế cho nhà nước, xây dựng đất nước, kích thích hoạt động kinh doanh của toàn xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh? Chứ làm sao có cái câu chuyện mà cứ để cho mẹ toàn đám lừa, nó cút ngay lừa. Cái này các bộ phận chức năng liên quan có biết không? Thưa các bác các anh chị, biết hay không tôi cũng không biết, nhưng mà tôi cứ nói để gì, để chúng ta làm rõ hết tất cả các vấn đề. Những cái doanh nghiệp nào trước đây đã làm vấn đề này cần phải xem xét lại trách nhiệm trong cái câu chuyện, mặc dù là công ty cổ phần không phải cổ vốn nhà nước nữa, nhưng phải xem xét lại trách nhiệm cho cái câu chuyện là phát hành thêm một cách vô tội. Và ai là người đã và đang làm cái câu chuyện là gọi là buông lỏng cái vấn đề quản lý ở cái những cái doanh nghiệp mà bỏ tiền cho phát hành để làm gì? Phát hành đưa tiền về có làm hiệu quả không, hay là cuối cùng là gián tiếp lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư? Trong khi đấy, ví dụ như trong biểu đồ kỹ thuật của rất nhiều công ty, đây các bác các anh chị, chúng tôi thưa với các bác các anh chị, cũng là trò chơi phát hành thôi, chúng tôi mở cho các bác các anh chị xem một số cái bức hình. Đây các bác các anh chị có biết cái cổ phiếu này không à? Biết không à? Biết cái cổ phiếu TTF này không à?
lên như là thế này, thế chót dại các bác anh chị mua chỗ này thì trúng, mua chỗ này thì trúng. Thế các bác anh chị mà ai đó chót dại mua ở đây mà nó cắm đầu xuống đây thì có phải các bác anh chị bán nhà không? Có phải không à? Đúng không? Cậu nửa này mở tiếp cho các bác anh chị xem nè. Đây, các bác anh chị có biết cái cổ phiếu này không? À, các bác anh chị biết là nó kéo một phát từ dưới này lên đến đây, sau đấy là nó đi ngang một thời gian bán vào đầu các anh chị, sau đấy cắm đầu thế này, ai chịu trách nhiệm? Ai thiệt hại? Ai ạ? À? Ai các bác? Đúng không các bác anh chị? Đúng không ạ? À? Các bác anh chị biết cổ phiếu này không? Biết cổ phiếu này không? Biết cái con này là con gì không? Các bác anh chị nhìn đi. Đây là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ là cái gì? Cái giai đoạn kéo giá lên để làm gì? Để phát hành. Để làm gì nữa? Để lấy tiền của bán lên đầu dân chúng. Sau đấy còn gì nữa? Còn nuôi rồi. Nói chung là sau này á, nó đi về đâu thì còn lâu mới biết. Ai chịu trách nhiệm? Chẳng ai chịu trách nhiệm cả. Rồi. Rồi các bác anh chị có nhiều bảo là bảo kê hết rồi. Bảo kê? Ai bảo kê? Ông nào dám nói là ai bảo kê? Nói lên thủ tướng chứ nào. Thủ tướng Chính phủ có một câu tôi rất là thích. Đó là gì? Đến đưa hối lộ tôi cũng biết. Tức là đến nó tay tôi cũng biết. Đừng có tưởng tôi không biết. Thì sếp biết hết. Nói chung các bác anh chị, ông nào thích thì tranh luận. Thì đưa mặt ra đây mà đi tranh luận với thủ tướng đi. Ra mà tôi tranh luận. Nói chung bảo kê. Ai bảo kê? Ai? Ai là người bảo kê? Làm rõ vấn đề đó ra. Chạy sao không dám nhỉ? Các bác không dám chia sẻ những video này. Bác biết con này không? Biết rồi đúng không? TTF đúng không? Các bác biết những con này không? Con này là con gì? Bảo Thư đúng không? BII đúng không? Các bác biết con này không? Biết không à? Biết không à? Rồi một ngày không xa, khi chúng nó làm xong hoàn toàn câu chuyện của chúng nó xong thì giá đi về đâu thì lôi mới biết. Các bác còn biết những cổ phiếu này không? Nói chung là còn nhiều lắm, nhiều nhiều cực kỳ luôn. Đây, ngày xưa và bây giờ nó đang kéo lên bằng trần đây. Đây này. Các bác các anh chị nhớ cái cổ phiếu này không? Ngày xưa kéo lên mầm, sau đấy bây giờ đang chơi cái bài kéo lên bằng trần này. Không ai nói cả, chẳng ai nói cả. Làm gì có cái cung cầu nào như này? Kéo lên đạp xuống, kéo lên đạp xuống, chẳng có mang cái chất gọi là làm ăn kinh doanh gì hết. Tại sao vậy? Tại sao không ai dám nói ạ? À? Nói chung là cơ quan quản lý mà có nghe qua video này thì cũng phải đặt câu hỏi. Tại sao? Và nếu muốn hay không á. Rồi, nữa các bác. Các bác các anh chị đừng có nói rằng là với tôi rằng là cái việc tôi nói với các anh chị đừng thưa chia sẻ thêm một vấn đề nữa với các bác các anh chị thế này này, có rất nhiều cơ doanh nghiệp có mảng kinh doanh tài chính và họ lấy chính cái phần lợi nhuận mà sau khi mà chốt lời cổ phiếu búc toán vào lợi nhuận của doanh nghiệp luôn, sau đó đưa cho các bác một cái số liệu gọi là làm đẹp báo cáo tài chính bằng việc đưa lợi nhuận tài chính. Đây có một cái phần lợi nhuận tài chính đây, có rất nhiều doanh nghiệp có thể xúc luôn cái phần này này là chính là lợi nhuận tài chính này các bác các anh chị này. Có cơ mảng kinh doanh tài chính nên các bố là chơi bài gì phát hành giá 10 bán giá 15 ví dụ thế, hoặc là có ông á chỉ mua với cái giá vốn khoảng tầm 6.000 thôi, sau đó gì đổ lên đầu thiên hạ như các bác các anh chị gọi là nhẹ dạ cả tin, chưa biết được cái gì về tài chính cả, nhảy vào xúc giá 12, 15, 17 bởi vì sao thấy trước đó nó lên từ giá 3.000 mà lên đến 16.000, mong rằng nó lên luôn 100 luôn, giống cái anh này này, giống cái anh này này, ngay này này nó cứ cắm đầu nó lên này. Đây này, thì các bác các anh chị làm gì mà không biết cái gọi là cái gì, cái quái vật thần thánh này, thì các bác các anh chị chả thấy là nó lên cắm như thế này thì lòng tham nó trỗi dậy, thấy nó giảm hơn tí vào đây mua, lần này vẫn chưa mua cắm nó lên, ok hai lần lần này và lần này tạo thói quen, thì các bác các anh chị đến cái đoạn này thì các bác các anh chị xúc vào đây, các bác các anh chị cắm đây, tức là cháy tài khoản đi tự tử thôi chứ còn gì nữa, hết tiền rồi còn đâu nữa. Vậy thưa với các bác các anh chị, tôi hỏi với các bác các anh chị này, cái việc mà doanh nghiệp họ có quan tâm đến các bác anh chị là lỗ hay lời không? No, không quan tâm đến vấn đề bác lỗ hay lời đâu. Quan tâm đến cái vấn đề gì? Họ phát hành thành công, lấy được tiền về. Còn dự án họ có được, có triển khai hay không? Còn lâu mới biết. Vậy chúng ta đánh giá đầu tư ở đây, ngoài cái việc mà quan tâm đến vấn đề lời lỗ, chúng ta còn quan tâm đến vấn đề gì nữa à? Vấn đề trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, vấn đề gì nữa các bác anh chị? Gọi là cái tâm cái đức của người chủ, cái tâm cái tầm của người chủ doanh nghiệp, cái gì nữa các bác anh chị, giải quyết công ăn việc làm cho xã hội, cái gì nữa các bác anh chị, doanh nghiệp đó có phải là doanh nghiệp đầu ngành đang đóng góp gọi là nhiều lợi ích cho kinh tế xã hội không, hay chỉ là một doanh nghiệp ma, hay là chỉ là một cái trò ma hả? Thưa các bác anh chị, nói nhiều ông nhảy ông cứ bảo là cứ miễn sao là kiếm được tiền, chưa với các bác anh chị chứ những cái con cổ phiếu mà liên quan đến cái câu chuyện mà gì các bác anh chị, mà
gọi là không có thanh khoản, giá 1-2 ngàn. Bọn tôi đây dân đầu tư chuyên nghiệp nha, có thể nhét vào trong đó khoảng tầm ví dụ 5-10 triệu cổ phiếu mua xong, xong cái là lên trên mạng như này, bia ôi làng ơi nó sắp tăng bằng lần, các bác cứ nhảy vào mua đi. Sẽ là chúng tôi mua giá khoảng tầm 1.500 lên khoảng 4.000, nghe các bác cứ âm thầm xả vào đầu các bác anh chị ăn lời. Vậy trò đấy là trò cuối cùng là cái tổng bằng bao nhiêu à? Cái tổng bằng không. Vì sao cái tổng bằng không? Bởi vì giá từ 1.500 kéo lên 5.000 bán cho các bác xong nó trả về 1.500, thậm chí nó có cái gì đâu. Bây giờ trò chơi với tổng bằng không thì thưa với các bác anh chị là quyết cục cuối cùng các bác anh chị là những người nhẹ dạ cả tin thì bị lỗ thôi, không có gì hết. Đó là cái vị thứ nhất mà cái thị trường đang làm trò đó. Thị trường đang rất cho gọi là cổ suối cho cái câu chuyện là phát hành thêm một cách vô tội vạ. Phát hành thêm mà không được, phát hành cho cổ đông hiện hữu không ai đóng tiền thì phát hành riêng lẻ, sau đó sử dụng một số cái vấn đề gọi là ma giáo trên thị trường, kéo giá cổ phiếu lên một mức độ nào đó, sau khi kéo giá cổ phiếu lên một mức độ nào đó xả ra thị trường. Đấy. Vậy xả ra thị trường thì ai chịu trách nhiệm? Sau cuối cùng là những người mà bị thiệt hại thì kêu la rằng thị trường khốn nạn. Bản chất của vấn đề không phải do thị trường khốn nạn mà do một số vấn đề ở trong đây nó không được tốt lắm, chưa được tích cực lắm, thưa các bác anh chị. Đúng à? Các bác anh chị có thể bình luận ở dưới em còn những cổ phiếu nào không, mà tôi lôi hết lên trên bảng điện cho các bác anh chị xem. Đâu ạ? Còn cổ phiếu nào giống cái trạng thái như này không ạ? Còn không ạ? Còn không? Không bác nào dám nói à? Sao cô mỗi nói bình luận cũng không dám bình luận nữa? Sợ trách nhiệm sao? Các bác anh chị ai cũng sợ trách nhiệm thì các bác anh chị nói chung là tự tin, ai cũng hô rằng là ôi rồi ôi tự mình giữ tiền đi. Ơi HTT tôi lôi hết lên bảng điện cho cả làng cùng xem là HTT này. Đấy, trời ơi, nó cắm đầu lên rồi, nó cắm đầu xuống này. Đấy, à, các bác nhìn thấy cái chấm chấm này là loại sàn này, FLC này. Trời ơi, các bác các anh chị bảo là các nhà đầu tư phải tự bảo vệ tiền của mình. Sao mà tự được trong cái ma trận này, làm sao mà có thể mà tự bảo vệ mình được? Còn có nào nữa, FLC thì cái thời kỳ xưa, ôi rồi ngày xưa, đây nè. Cái gọi là chu kỳ giảm điểm miệt mài của FLC thì nhiều anh chết. Sao nữa à, TSC. Tất nhiên rồi, TSC gì nữa, ui nhiều. Nói chung là chúng nó lừa thôi. Nên là trên này quay lại cái vấn đề là review F39. Tại sao chúng tôi muốn review cái này? Bởi vì chúng tôi muốn review cái này bởi vì sao? Những cái bạn nào mà khi mà đăng này, sau đó để lại, ví dụ như là để lại tên này, đang làm với công ty nào này, số điện thoại này, các thứ này, và những cái thông tin đấy này, ví dụ như này này, thì đáng tin cậy. Bởi vì sao? Các bạn ấy để lại thông tin. Còn cái dòng nào á, cái dòng nào mà chỉ lên đây với một cái nick mà tên người không biết là ai, ở đâu, như thế nào á, và nói cái câu chuyện lên bằng lần á, tôi nói với các bác anh chị á, dù nó có lên bằng lần đi chăng nữa thì cũng phía sau nó là một cái câu chuyện mà các bác anh chị không lường được. Nên tóm lại là đừng bao giờ tin những cái nick nào mà không có pháp nhân là ai, ở đâu, làm gì, ra làm sao. BA như thật đấy, nhưng mà cuối cùng á, cuối câu chuyện chẳng biết ông này là ai, ở đâu, ra làm sao. Đấy, không dám trườn cái mặt mình ra, không dám nói đúng, nói chúng. Đấy, CCL hả? Đây, CCL đây. Tại sao các bác anh chị không dám? Đây, đang kéo căng lên đây. Đây, đây là cái trò ma gì? Các bác anh chị tưởng là các bác anh chị luôn luôn giỏi, mua ở đây hả? Thế tôi nói ví dụ giả định các bác mua ở đây sao? Và tôi nói cho cùng thì các bác anh chị có mua được ở đây này, sau đấy các bác anh chị bán ở đây này, thì tóm lại đây cũng chỉ là một cái trò lừa đảo thôi. Bởi vì sao? Trong buổi sáng hôm nay có một câu chuyện mà cà phê sáng có gặp gỡ một nhà báo có nói thế này này: rất nhiều người trong chúng ta khả năng năng lực có giới hạn, nhưng để vươn lên và vượt hơn người khác phải dùng các cái mưu mô, gọi là các cái trò lừa. Trong xã hội này đã tập thành một cái thói quen, một cái trò lừa. Ở đây là có thể là nhanh tay hơn người khác, có thể là khôn lõi hơn người khác, có thể là sử dụng một số cái giải pháp gọi là đút lót, hối lộ. Đó cũng là những trò lừa chứ gì. Trò lừa để muốn vươn lên chuyện người khác, trong khi đó bản thân mình không có khả năng, không có năng lực. Gọi là chỉ có thể là giống như cái chị nhà báo, chị nói là chỉ có thể là kiếm cơm ngày 3 bữa, quần áo mặc cả ngày và có tiền mua cà phê để uống. Còn cái chuyện mà lấy làm giàu gọi chân chính không làm được, nên là sử dụng cái chuyện là gì? Mối quan hệ. Trong cái xã hội mình bây giờ là cái gì? Cái văn hóa mối quan hệ này, văn hóa gì? Tiền này, văn hóa gì nữa? Ui rồi, nói chung là cái văn hóa gọi là gì, xếp hàng thì không chịu xếp hàng, nhưng mà dùng mối quan hệ làm sao để được lên đầu hàng, để được mua trước. Trong khi đó các bác anh chị biết là người phương Tây, hoặc một số các cái người, đặc biệt là người Nhật chẳng hạn, họ rất tuân thủ cái nguyên tắc là xếp hàng lần lượt
tất cả mọi thứ đều phải đúng về bản chất sự việc của nó, đúng về những cái gì, cái gọi là gì của Sera thì cuối cùng cũng trả về cho Sera thôi. Các bác, các anh chị, cái gì phải đấy, cái chúng ta cũng phải chia sẻ mạnh, phải nói mạnh những vấn đề này để gì, để đưa ra một cái hồi chuông, để nói với lại những cái nhóm gọi là lừa đảo, gọi là nhanh tay lừa đảo kiếm đoạt tài sản, những cái vấn đề nhà đang là gọi là nhức nhối của thị trường, không cũng phải thị trường nữa mà của cả cái xã hội này, để làm gì, để chúng ta đổi mới đi, để con cháu chúng ta được hưởng lợi hơn, để gì các thế hệ sau này, ví dụ như là sinh viên sau này có được xem lại video này của chúng tôi chia sẻ thì làm gì, thay đổi về mặt tư duy. Đừng bao giờ có với cái tư duy cổ hủ xưa đến giờ của chúng ta là gì, là luôn luôn tìm một cái cách nào đó gọi là nhanh tay nhanh mắt khôn lõi để lừa lọc đấy, để vượt trội hơn người khác. Đó là một cái cách mà chúng ta nên xem xét lại. Bằng không bằng sức lực, không bằng sức khỏe, không bằng những cái sự gọi là tài ba, gọi học hỏi không ngừng của mình, mà lại bằng cái trò lọc lừa đảo để gọi là gì, biến tiền của thằng này sang túi tiền của thằng khác, tức là làm sao để lấy tiền của người khác đưa về túi tiền của mình, chuẩn bị cho mình một cái gọi là cái nấm mồ. Bởi vì sao, các bác, các anh chị đừng có tưởng, nhiều anh chị, nhiều các cái nhóm cho đội lái trên thị trường đừng có tưởng tiền mua được tất cả. Các bác, các anh chị, thật là nhiều tiền, tiền nó sẽ tác động đến cái gì của các bác, các anh chị. Các bác, các anh chị, có nhiều tiền thì phát sinh hư đốn thôi à, nói chung là các vấn đề phát sinh nó do vấn đề tiền, mà đặc biệt là đồng tiền kiếm một cách dễ dàng thì dễ phát sinh vấn đề lắm. Đặc biệt hơn nữa, nếu có để dành được cho thế hệ tương lai, chuẩn bị cho tương lai, quá nhiều tiền thì gần như là chôn gọi là tương lai xuống cái nấm mồ tiền thôi các bác ạ. Bởi vì sao, các ông trùm như là Warren Buffett, Bill Gates, họ không bao giờ để lại tiền cho con cái, họ gọi là làm từ thiện hoàn toàn và chỉ để lại một phần rất nhỏ để họ sinh hoạt thôi. Tại vì họ hiểu được rằng là nếu như mà kiếm tiền mà để lại cho cái thế hệ tương lai quá nhiều tiền thì cũng chỉ là chôn tương lai. Và đặc biệt là khi mà trong lúc còn đang có thể tìm cách để lừa đảo chiếm đoạt được tài sản trên thị trường, hay là chiếm đoạt bằng cách lọc lừa lọc lõi, thì cuối cùng là gì, về già thì cái tâm cũng không có tốt đâu. Nói chung là giống như một cái người lính ở Mỹ mà đi chiến trận ở Việt Nam á, đến khi mà xong cái thời kỳ chiến trận xong, họ về họ sống có an vui đâu. Không an vui đâu, bởi vì giết nhiều người ở Việt Nam quá chứ sao nữa, nên về không an vui. Nên chiếm đoạt tài sản hay là cái vấn đề mà một phần nào đó là liên quan đến cái câu chuyện mà gọi là cố tình á. Nói chung á, bác Tường Bill gì đấy, giọng hơi giống đa cấp. Nói chung ở đây không phải là vấn đề đa cấp đâu. Hãy xem qua 150 video của chúng tôi để chia sẻ cho thị trường. Đừng không yêu thì đừng có nói lời cay đắng. Ở đây tôi nói với các bác, anh chị này, làm được những cái việc mà chúng tôi đang làm, đang thúc đẩy thị trường, đang làm sao để minh bạch hóa thông tin trên thị trường, để làm sao để hướng cái đầu tư của các bác, anh chị đúng nghĩa, để làm sao tiền bạc không mất đi. Sao các bác anh chị? Các bác anh chị, chúng tôi thấy chúng tôi nói thì nó có gì hơi quá không các bác anh chị? Quá không à? Các bác anh chị nghĩ là có quá không à? Thị trường thì vẫn là thị trường thôi. Đấy, chúng tôi vừa nói hồi nãy rồi. Chốt lời xong thì vẫn tăng bình thường. Còn gì nữa không? Còn không? Nét thì để làm gì đâu các bác? Nói chung là vấn đề là phải hiểu được bản chất sự việc thôi, chứ còn nét thì chả để làm gì hết. Các bác, các anh chị chia sẻ mạnh cái video này lên, các bác anh chị cứ chia sẻ tùm lum tá lả lên, rồi những cái vấn đề chúng ta cần phải quy hoạch lại, các cái vấn đề liên quan đến, chúng tôi sẽ có loạt video khoảng 20 video liên quan đến cái vấn đề gọi là đọc vị thị trường, từng vấn đề một. Cái chỗ nào mà gọi là nó là vị của thị trường chúng tôi sẽ đọc hết ra cho các bác anh chị xem. Đọc ra, các bác anh chị phải ủng hộ, phải like, phải chia sẻ, phải đưa những cái thông tin của chúng tôi dám nói. Chỉ tôi dám nói, tôi nói bởi vì sao, đơn giản là gì, tôi cũng được bảo kê mà, tôi cũng được nhiều đơn vị bảo kê lắm ấy. Nên là vấn đề là gì, ông nào mà muốn tranh luận cứ liên hệ, tôi dẫn đến cái vị trí cần để tranh luận, tôi dẫn đến chỗ để có thể uống nước trà được, nước chè, nói chung nước trà nước chè đều có thể. Có những cái ông nào mà muốn tranh luận với chúng tôi về những vấn đề này, nói rằng là các ông đang làm đúng mà chúng tôi nói những chuyện này sai, thì xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại để ở dưới, chúng tôi dẫn đến chỗ có thể uống nước chè được. Bây giờ xã hội bây giờ công bằng, dân chủ, văn minh lắm rồi, đổi mới, cải cách. Còn ông nào mà làm đúng á, mà bảo chúng tôi làm nói không đúng á, thì cứ liên hệ với chúng tôi, chúng tôi dẫn đến vị trí nơi cần gặp
các bác anh chị cần gặp để gì? Để có thể tranh luận, ngồi đó tranh luận. Chúng tôi không có thời gian để tranh luận với các bác anh chị đâu. Những cái vấn đề mà nó chưa được hợp lý với ở thị trường này thì có chỗ để cho các bác anh chị uống chè. Người ta gọi là muốn tranh luận thì lên phường. Nói chung là ở trên phường ấy, trên phường là chỗ mà có thể tranh luận. Còn ở đây chúng tôi không muốn tranh luận với các bác anh chị nhiều. Còn phải làm sao để triệt tiêu bớt những cái vấn đề gọi là vớ vẩn trên thị trường đi. Chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra những nhận định ngành trong những video tiếp theo, đưa ra cho các bác anh chị biết đâu là cổ phiếu đầu ngành, đâu là cổ phiếu mà có thể lợi nhuận nó không đột biến. Đột biến cái gì? Nói chung có nhiều doanh nghiệp đột biến là vì lừa thì nó ra đột biến thôi. Lấy lợi nhuận tài chính múc vào nó ra đột biến thôi. Lấy cái gì nữa? Lấy những cái vấn đề bất thường trong một cái khoảng thời đoạn bán tàu, bán nhà máy, bán công cụ, bán dụng cụ nó ra bất thường. Rồi kéo cổ phiếu lên, rồi phát hành thêm, rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thôi. Nói chung là như vậy. Còn hỏi trên thị trường này được mấy cổ phiếu như Vinamilk, được mấy cổ phiếu như là những cái doanh nghiệp lớn gọi là to vật vã để mà đem lại lợi ích cho xã hội, đem lại công ăn việc làm, đem lại miếng cơm manh áo cho toàn xã hội phát triển. Còn tôi thì không phải là cái dòng mà vô cái dạng là gọi là nói lung tung tung theo cái kiểu là không làm được gì mà nói lung tung tung đâu. Tôi không nói chuyện lung tung tung chuyện đó. Tôi muốn nói cho chuyện gì trong cái giới hạn cho phép hiểu biết về ngành, tôi làm cái chuyện của ngành của tôi. Tôi không nói chuyện chính trị, tôi không nói cái câu chuyện khác, chỉ nói duy nhất một vấn đề liên quan tới ngành của mình và thúc đẩy ngành của mình ngày càng phát triển hơn, ngày càng gọi là một kênh huy động vốn dài hạn hơn cho các doanh nghiệp đàng hoàng phát triển, cho xã hội ngày càng gọi là thay vì là phải huy động vốn dài hạn ở ngân hàng bằng việc bây giờ nhiều doanh nghiệp phải vay lãi suất 13%, 14%, 15% thì họ hoàn toàn có những cái dự án kinh doanh tốt đẹp, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra cái sự phát triển cho xã hội. Họ có thể lên sàn để mượn tạm vốn của các bác anh chị dài hạn để làm ăn, chứ không phải là để là gọi là nhiều kẻ nứt ở trong cái thị trường này, nhiều kẻ hở trên thị trường chưa được bịt để gì, để chúng nó tìm cách để lách vào đó để kiếm tiền. Trong cái văn hóa của người Mỹ của chúng ta đó, có một cái văn hóa tức là gọi là khôn lõi là một này, một văn hóa nữa đó là học thật giỏi luật không phải để bảo vệ hay là để làm cái điều tốt đẹp, mà học thật giỏi luật để tìm cách lách luật. Đấy, cái văn hóa này là văn hóa cần phải thay đổi. Chúng tôi là những người nói. Còn cái chuyện mà nhiều các ông trên các cái diễn đàn hay là nhiều các cái ông bà nào đó cứ ngồi live stream nói lung tung tung chuyện chính trị này kia lung tung rồi phản đối phê bình, tôi học một cách của anh Tân Hoa Ban á, trong cái video mà anh hay hướng dẫn về cái câu chuyện gọi là chia sẻ cái kinh nghiệm, chia sẻ một số cái vấn đề liên quan tới nó gọi là gì nhỉ, đi làm thực phẩm các thứ. Anh nói câu này này: lên vùng núi gặp người khổ không làm được gì cho người ta thì đừng nói gì hết, không được phép bình luận người ta, và chỉ được phép là khi giúp đỡ được người ta thì hẳn nói, không giúp đỡ được người khác đừng nói gì hết. Còn tôi cũng thế thôi, tôi là người đam mê cái nghề này, có cái sự đam mê nhất định là một. Cái thứ hai nữa là tôi muốn là cái nghề của chúng ta đây bớt bị xã hội miệt thị đi, số lượng tài khoản mở càng ngày càng nhiều hơn, và chúng ta làm cái việc gì đấy mà thúc đẩy xã hội phát triển. Chúng ta thúc đẩy xã hội phát triển thì chúng ta phải hiểu cái tầm tổng quan là cả xã hội càng ngày càng phát triển hơn thì công ăn việc làm của các bác các anh chị mới dễ hơn, thế hệ sau này mới tốt hơn, đúng không các bác anh chị? Ta dừng video ở đây nhá. Chào các bác anh chị. Chào các bác anh chị ạ. Bye bye các bác anh chị. Hôm nay mà nãy giờ mà được có 175 like là thế nào? Các bác anh chị mỗi người thả cho một cái tim đi ạ. Thả tim mạnh nào. Nãy giờ mà được có 99 cái like, làm sao đủ 300 cái like để chiều nay ra video tiếp theo nhỉ? Khó đấy. Sao để ra video tiếp theo? Mỗi người ví dụ như là bình luận lại một cái câu gì đấy để cho video này nó mạnh lên. Cứ bình luận thả tim thì nói chung là đánh dấu chấm, dấu phẩy, dấu ngoặc, dấu hỏi, ok, thank you gì đấy. Làm tùm lum lên là kiểu gì nó cũng đông à. Nó đông lên thì rồi nó cũng vui à. Cuộc chơi cuối cùng giờ cũng phải công khai minh bạch à, chứ không thể mãi như thế này được. Công khai minh bạch các bác ạ. Cứ phải công khai cho nó minh bạch lên, chứ còn không minh bạch lên thì người bị lừa sẽ nhiều hơn. Mà người bị lừa càng nhiều thì nói chung cái nghề của chúng ta càng bị miệt thị. Nhiều khi cách đây khoảng tầm 5 năm các bác không biết đâu, nói đến nghề chứng khoán tôi không dám mở mồm, như là tôi làm nghề chứng khoán luôn. Tôi phải nói tránh nói giảm là làm nghề ngân hàng, làm tài chính, cái gì đấy ghê gớm lắm. Không ai dám nói, không dám nói đâu. Bởi vì sao? Bởi vì xã hội bảo là cái nghề này là cờ bạc. Không phải cờ bạc đâu, nhầm rồi. Đây là cái nghề huy động vốn dài hạn, nhưng mà vì có nhiều cái trò lừa quá nên là thành thử ra là bị miệt thị thôi. Thôi chào các bác, nói hôm nay thôi, ngày mai nói tiếp. Chiều nay nói tiếp, 14 giờ nói về cái cổ phiếu
150 video 150 trực tiếp trên YouTube nha các bác anh chị nha. Ok các bác anh chị. Cứ bình luận mạnh vào tôi xem thị trường phát nào. Chung là cái món này đấy, thị trường đúng như tôi nói luôn. Đấy, quay lại thị trường các bác anh chị vui này, này VN Index này. Chốt lời xong thì thị trường tăng thôi. Đây, cây này là T3 chốt lời xong thị trường tăng, bình luận mạnh vào. Đúng rồi. Các bác các anh chị nếu mà ai biết được là những cổ phiếu nào đầu ngành thì cứ kể ra đây cho tôi, bởi vì trong giới hạn hiểu biết của tôi chưa biết được rằng là ví dụ như ngành dầu khí là GAT là PLX là giờ đầu ngành này, ví dụ ngành sữa Vinamilk đầu ngành này, ví dụ ngân hàng Vietcombank BIDV công thương là đầu ngành này, ví dụ ngành thép Hoa Sen Hòa Phát là cổ phiếu đầu ngành này, ví dụ chứng khoán là SSI HSC là đầu ngành này, ví dụ như là những ngành gì đó các bác anh chị bảo là đầu ngành như nào đấy. Ok chào nhá, bye bye.